Henry Araújo chia tay câu lạc bộ Bình Định sau khi mùa giải 2022 kết thúc. Trưa 30 tháng 11 năm 2022, Henry nói lời chia tay câu lạc bộ Bình Định sau hai mùa giải gắn bó. "Tôi không mong mọi chuyện kết thúc theo hướng như thế này. Tôi luôn cố gắng để có thể tiếp tục khoác áo câu lạc bộ Bình Định nhưng hai bên không đạt được thỏa thuận nên tôi đành phải nói lời chia tay." Henry chia sẻ trên trang cá nhân. Ngoài ra, Henry còn gửi lời cảm ơn đến ban huấn luyện, đồng đội và những người hâm mộ của Bình Định. Henry chia tay câu lạc bộ Bình Định là điều khá bất ngờ, anh là cầu thủ quan trọng bậc nhất đội bóng. Tại V-League 2022, Henry có 7 bàn thắng, 7 kiến tạo ở đấu trường cúp quốc gia, anh ghi được 1 bàn thắng và 1 kiến tạo. Cựu cầu thủ U-163K giúp câu lạc bộ Bình Định giành huy chương đồng V-League và huy chương bạc cúp quốc gia. Henry cũng thi đấu rất bền bỉ, đá chính toàn bộ 23 trận của câu lạc bộ Bình Định ở V-League 2022. Với thống kê ấy, Henry có thể trở thành cái tên thu hút sự chú ý lớn trên thị trường chuyển nhượng. Henry sinh năm 1994, gia nhập câu lạc bộ Bình Định đầu mùa giải V-League 2021. Anh là một trong những ngoại binh thi đấu ấn tượng nhất giải với lối chơi kỹ thuật và sáng tạo. Trong quá khứ, Henry từng khoác áo U-163K và có 4 năm gắn bó với đội chủ sân Camp Nou, sau đó anh chuyển sang chơi cho Real Betis. Trước khi sang Việt Nam, Henry chơi cho nhiều đội bóng tại Bồ Đào Nha. Henry Araújo đã ăn chay hơn 6 năm qua. "Đây là bí quyết để anh duy trì sự dẻo dai trong tập luyện, thi đấu vào buổi sáng, tôi thường ăn trái cây, bổ sung protein từ trứng. Các loại trái cây khô kèm nước ép tươi hoặc cà phê, nếu đội tập luyện vào buổi sáng, tôi ăn thêm một bữa nhỏ với vài miếng trái cây hoặc thực phẩm bổ sung protein. Đến buổi trưa, tôi bổ sung carbohydrate từ khoai tây, cơm hoặc mì ống, protein từ trứng, phô mai, đậu, đậu hũ và rau," Henry chia sẻ. "Sau buổi tập chiều, tôi chủ yếu ăn rau củ và bổ sung protein, nếu khối lượng tập luyện lớn, tôi sẽ bổ sung carbohydrate. Trước khi đi ngủ, tôi có một bữa ăn nhẹ với sữa chua hoặc sữa dành cho người ăn chay hoặc trái cây," cựu cầu thủ U-163K chia sẻ. Ngoài ra, Henry còn uống thêm vitamin B12 và vitamin tổng hợp. Henry là người ăn chay trong suốt 6 năm qua. Anh cho biết cơ thể mình cảm thấy khỏe khoắn hơn khi chuyển sang sử dụng các thực phẩm có nguồn gốc thực vật. Ngoài ra, tiền vệ này khẳng định bản thân hồi phục thể trạng nhanh hơn khi ăn chay, chế độ ăn này cũng giúp đường tiêu hóa của anh hoạt động ổn định. "Ăn chay là yếu tố quan trọng để Henry có thể thi đấu tốt ở V-League, anh không quá dày cơm nhưng cũng có cơ bắp, cơ bụng sáu múi và tranh chấp tay đôi tốt. Anh cũng chưa dính chấn thương nghiêm trọng nào kể từ khi khoác áo câu lạc bộ Bình Định." Henry Araújo sinh năm 1994, mang quốc tịch Brazil. Tiền vệ công này thi đấu ở một đội bóng nhỏ tại Tây Ban Nha trước khi được chuyển sang Barca. Anh ăn tập ở La Masia trong vòng 4 năm, chơi thân với Rafinha, em trai Thiago Alcantara và chuyển sang Real Betis vào năm 2010. Trước khi gia nhập câu lạc bộ Bình Định vào năm 2021, Henry khoác áo một số đội bóng nhỏ ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Ở mùa 2021, Henry đá chính trong cả 12 trận của câu lạc bộ Bình Định ở V-League. Anh chỉ nghỉ 4 trong tổng cộng 1080 phút. Đến mùa 2022, anh chỉ vắng mặt trong một trận đấu của đội bóng đất võ vì mắc Covid-19, còn lại, anh chơi trọn vẹn 540 phút. Đó là những bằng chứng cho thấy chế độ ăn chay của Henry phát huy hiệu quả. Thank you.
Anh đứng đậu cá, nãy cuộc ông kia ông vô ông chung. Anh đứng là chờ. Ông đứng là coi mất. Yeah.